Nam mô A Di Đà Phật. Sư Hoài Bán Khoai tiên tri thế chiến ba tận thế. Vào đầu thế kỷ 20, ông Sư Hoài Bán Khoai chèo ghe ngược xuôi theo vàm kinh nước mặn miền Cần Đước Long An, tay chống tay chèo, miệng luôn rao giảng thiên cơ đạo lý, lời lẽ cao siêu khó hiểu, khiến người dân chợ kinh nước mặn lầm tưởng ông là kẻ khật khùng, nên có nhiều người sanh lòng tham, cân khoai không trả tiền, lại còn chế giễu rằng ông là kẻ điên khờ dại. Chợ kinh nước mặn ở Cù Lao Long Hữu nằm giáp mé nước, nên tàu thuyền qua lại thường ghé vào cho khách mua sắm hàng hóa, trao đổi nông thủy sản, tạo nên cảnh trên bến dưới thuyền tấp nập. Một thị tứ khá sầm uất. Ngày xưa ghe thương hồ từ Sài Gòn đi lục tỉnh, hay là từ lục tỉnh lên Sài Gòn, khi đến dàm kinh nước mặn đều phải cắm sào chờ con nước lớn mới đi tiếp để được thuận chèo mát mái. Lợi dụng chỗ ngã ba giáp nước ở dàm kinh nước mặn, nơi có nhiều ghe thương hồ neo đậu tấp nập, ông Sư Vải Bán Khoai chèo ghe bán khoai lang, tay chèo miệng cất cao giọng ca hát nghêu ngao, lời sấm truyền báo động thế chiến ba tận thế hội long hoa, lời lẽ hư hư thực thực. Chỉ những ai có căn tu sâu dày từ tiền kiếp mới hiểu lời ông sư giải, kính trọng lắng nghe lời lẽ của ông như tử kỳ lắng nghe tiếng đàn bá nha trên bến Hàm Dương thuở nào. Còn những kẻ sân si đần độn, khi mới nghe lời ông Sư Vải, cứ tưởng ông là kẻ khờ khạo nói nhảm, rồi họ sanh tâm tham, cân khoai, không trả tiền, và còn chế nhạo ông Sư Vải là điên khùng. Để báo trước cơ trời sắp biến động, dời non lấp biển, chết bãi còn ba, bất luận ngày đêm mưa nắng chan dầm, Bồ Tát Phật giáng trần hóa thân ông Sư Vải chèo ghe qua dàm kinh nước mặn, giả ra kẻ bán khoai lang rao truyền sấm giảng cho người đời kịp tu hành thoát cơ sàng lọc, lên hưởng đời thượng nguyên bồng lai. Nhưng phần nhiều người đời không hiểu cơ cứu thế, nhún trề chê bai hành trạng ông Sư Giải Bán Khoai, ôi thật là tội lỗi. Trên dòng nước dầm kinh nước mặn, ngày đêm người ta nghe vọng lên tiếng hò lơ của ông Sư Giải Bán Khoai. Phật trời sai khiến thần tiên tuần du trần thế khắp miền nhân gian, xem trong tội phước rõ ràng, có phước cho phước tội rày khảo tra, lại sai quỷ mê tà ma hại kẻ hung ác để mà làm chi, ai mà tâm tánh từ bi, Phật sai chư vị xuống thì rước lên. Những kẻ hung ác chẳng bền, hổ làng ác thú bắt rày chẳng tha.
khi nghe tiếng rao giảng của ông sư dạy, những kẻ hung ác chẳng bền, hổ lang ác thú, bắt rài chẳng tha. Người dân kinh nước Mặn chế giễu rằng ông sư vải là kẻ mất trí điên khùng. Họ cho rằng hổ lang cọp hùm ở miệt rừng sát hoang dã xa xôi, bên kia dòng xoay rạp, chứ còn ở nơi chợ kinh nước Mặn này, ghe tàu buôn bán rần rộ, tấp nập, đông đúc người ta, thì hổ lang cọp hùm nào mà dám xuất hiện? Ôi, đáng tiếc làm sao khi mai mốt đây, sư rải bán khoai rời bến nước này đi thật xa, thì họ sực tỉnh để biết rằng ông sư vải chính là một vị Bồ Tát Phật, lâm trần cứu nguy tận thế. Họ muốn tìm lại ông thì hỡi ôi, đã quá muộn màng rồi. Họ sẽ hối hận biết bao khi nhớ lại lời ông sư vải vang vọng trên bến nước ngày nào. Nghĩ đời nhiều kẻ vô tình, mai sao tôi lại tách mình đi xa. Thương thay ba sĩ vậy mà, bởi giờ thường nhớ tớ xa thầy rồi. Chừng nào nhà nước phục hồi, thầy trò sum hiệp chúa tôi vui vầy. Bây giờ tớ lại xa thầy, chừng nào thỏ bạc lỗ bài gặp nhau. Chư Phật biểu truyền cho mau, khuyên trong lệ thứ rủ nhau tu trì. Nói cho trai gái xét suy, cũng đừng thấy vậy khinh khi mà lầm. Muốn cho trung hiếu vẹn toàn, nghe lời Phật dạy rõ ràng đâu sai. Tôi nay là Phật hình hài, tôi chẳng có này, ai muốn thì coi. Sư vải bán khoai, tiền trì Thế Chương 3, từ năm Nhâm Dần 2022 đến năm Kỷ Dậu 2029. Trong quyển thứ 9 Sám Giảng Người Đời, sư vải bán khoai chuyên tri Thế Chương 3 bùng nổ kéo dài từ năm Nhâm Dần 2022 đến năm Kỷ Dậu 2029. Chuột nằm trên núi treo leo, trâu còn cài ruộng cọp leo khỏi rừng. Mèo rừng dở chạy tưng bừng, rồng nằm thời lại tìm đường lánh thân. Ngựa đua chạy dẫn gian rừng, tới về lại cực vào rừng kiếm ăn. Khi bầy chạy lạc lăng xăng, gà đương ăn lúa túc con ôm sòm. Chẳng lo bươi chạy nuôi con, chó kia gặp chủ chẳng còn sủa tru. Heo kia ăn uống ngao du, nhảy hoành gầm giận rừng thu vui vầy. Chẳng còn lẽ bạn lạc bầy, gà chó heo rài vui đã nên vui. Mấy năm nghỉ lại ngẫm ngồi,
thương thay thiên hạ sụt sùi than gian. Chừng nào môi nước đặng ăn, hiền còn giữ mất hai đàn khác nhau. Có tu nhờ lấy ngày sau, lung lăng thời đặng buổi đầu mà thôi. Câu sấm: trâu còn cày ruộng, cọp leo khỏi rừng. Cụm từ cọp leo khỏi rừng nghĩa là cọp đói quá, phải ra khỏi rừng, vào làng xóm bắt người xé xác ăn thịt. Ám chỉ năm Nhâm Dần 2022, Thế chiến 3 bùng nổ ở Đông Âu, Ukraine và Nga. Cuộc chiến tàn phá thật là khủng khiếp, thành phố sụp đổ hoang tàn, người chết la liệt đầy đường, người sống chạy loạn tìm nơi trú ẩn lang thang rất là thê thảm. Khói lửa bom đạn từ Âu Châu tràn qua Á Châu, Biển Đông, Thái Bình Dương. Vũ khí tối tân do các cường quốc dùng tàn phá thành phố, giết người hàng loạt. Thật là ghê gớm, trong khoảng thời gian từ năm Nhâm Dần 2022 đến năm Kỷ Dậu 2029, được sư Vải Bán Khoai cho biết như sau: chuột nằm trên núi treo leo, trâu còn cài ruộng cọp leo khỏi rừng. Mèo rừng dở chai tưng bừng, rồng nằm thời lại tìm đường lánh thân. Ngựa đua chạy dẫn gian rừng, tới về lại cực vào rừng kiếm ăn. Khi bầy chạy lạc lăng xăng, gà đường ăn lúa túc con ôm sòm. Sư Vải Bán Khoai tiên tri Thế chiến 3 bùng nổ năm Nhâm Dần 2022. Năm 1901, ông Sư Vải Bán Khoai viết Sấm Giảng Người Đời. Ở quyển thứ 5 có lời tiên tri năm Hổ Lang Nhâm Dần 2022. Hổ Lang ác thú thời đông, trốn đầu cho khỏi khó mong thoát nàng. Phật tiên còn hỡi luận bàn, công đồng hội nghị tôn hoàng đế vương. Câu sấm: hổ lang ác thú thời đông, trốn đâu cho khỏi khó mong thoát nàng. Cụm từ hổ lang ám chỉ năm Nhâm Dần 2022, khởi đầu Thế chiến 3 từ Đông Âu, khi Nga xua quân đánh Ukraine. Cụm từ khó mong thoát nàng ám chỉ Thế chiến 3 khởi từ năm Nhâm Dần 2022 là điều chắc chắn không sao tránh khỏi. Nhiều loại vũ khí tối tân được sử dụng trong chiến tranh như là hỏa tiễn, pháo binh, máy bay, xe tăng, tấn công rầm rộ khiến nhiều thành phố sụp đổ cháy rụi hoang tàn. Người chết nằm la liệt ngoài đường, người sống chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn, thật là thảm thương. Và ở quyển thứ nhì, ông Sư Vải cũng có lời tiên tri: hổ lang ác thú muôn bày,
ác thu vốn của Phật thầy say đi. Thú sao nhiều thú dị kỳ, biết sao cho hết khắc thì thu này. Cụm từ ác thú muôn bày, nhiều thú dị kỳ, khác thì thú nai, ám chỉ những thứ vũ khí tối tân giết người chết hàng loạt, ví như là quả tiễn nguyên tử siêu vật âm, vũ khí hóa học, hạm đội tàu chiến hạt nhân, những loại vũ khí khoa học tối tân thế kỷ 21 có sức sát thương tàn phá khủng khiếp, khác với các loại thú dữ hay kiếm cung trong thời cổ xa xưa. Trong quyển Nhất Sám Giảng Người Đời, Sư Vải Bán Khoai cảnh báo năm Hổ Lang Nhâm Dần 2022, chiến tranh Ukraine và Nga bùng nổ khốc liệt, khiến người chết rất nhiều. Những kẻ hung ác chẳng bền, hổ làng ác thú bắt rài chẳng tha, thịt ăn xương bỏ dậy đầy, nổi cho ba tánh đời này tu thân, ráng mà làm phước làm nhân, thời là ác có Phật sai rước về, làm ác thì khổ nhiều bề, làm lành Phật rước đặng về bồng lai, thanh nhàn khoái lạc vui thai, làm ác thì lại mắc ngay sát hồn, làm lành thì mình đặng tồn, làm giữ ác thú sát hồn mất tiêu. Người hiền nói ít biết nhiều, cơ trời đã định chẳng chiều thời mai. Những câu sấm: những kẻ hung ác chẳng bền, hổ lang ác thú bắt rài chẳng tha, thịt ăn xương bỏ dãy đầy. Cụm từ hổ lang ác thú ám chỉ năm Nhâm Dần 2022, thế chiến ba bùng nổ vùng Đông Âu, Nga và Ukraine, bom đạn tàn phá khủng khiếp, người chết nhiều. Câu sấm viết: thịt ăn xương bỏ dãy đầy. Đây là cơ sàng lọc hiền còn giữ mất. Ngài khuyên bá tánh hãy gấp lo tu bòn mót phước đức, mai ra sống sót lên đời thượng vân. Câu sấm viết: ráng mà làm phước làm nhân, thời là ác có Phật sai rước về. Và trong quyển thứ ba Sám Giảng Người Đời, ông Sư Giải Bán Khoai cũng cảnh báo năm Hùm Nhâm Dần 2022, khởi đầu thế chiến ba vùng Đông Âu, chết chóc kinh hoàng, ngài khuyên bá tánh hãy gấp lo tu hành làm lành lánh dữ, trì chay bố thí ấn tống kinh sám kinh. Nam mô Đức Phật Di Đà, cứu người tu niệm gian tà bỏ đi, thấy đời đôi khó chẳng gì, ngạo cười chẳng kể sầu bi cho người. Tôi không dám nói tôi cười, cười trời cười Phật cho đời nghìn ngang. Chừng nào Thánh Chúa bước sang, người hiền trốn núp
nghênh ngang ra tài. Long đài có đội có cai, gươm trần cầm lấy cho tài nghênh ngang. Bây giờ sang thiệt rất sang, soi hàng mạch nước thế gian đời này. Đến chừng gặp hội rồng mây, khác thể cáo bày hồi thuở nhà thương. Cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, chờ cho bủa lưới chạy ngay miệng hùm. Đời này như nước cờ cùng, nói cho già trẻ giữ gìn tu thân. Xem qua xét lại mấy lần, cơ trời định chắc không lầm bơ dân. Ráng mà làm phước làm nhân, cầu trời khẩn Phật tổ tông đặng bền. Cửu quyền thất tổ đừng quên, vua hương bát nước chẳng nên sai lầm. Ai mà giữ đặng nhất tâm, cũng như ngọc báo để cầm trong tay. Cũng đừng chê lạc chê chay, mũi vừa đạm bạc vợ hai chớ này. Cũng đừng phụ bắp chê khoai, đến khi khổ ngặt lấy chi đỡ lòng. Rau lan bông súng cũng xong, xin có đỡ lòng khỏi đói thì thôi. Chừng nào chúa thánh lên ngôi, trên vua ấm áo dưới tôi no lòng. Bây giờ còn hỡi long đông, phải sao chịu dậy cho xong mỗi bề. Tôi khuyên hết thảy chợ quê, ráng mà tu niệm chớ hề nghênh ngang. Ra công kinh tả lưu toàn, cũng bằng đi cúng bạc ngàn bạc muôn. Câu sấm: cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, chờ cho bủa lưới chạy ngay miệng hùm. Cụm từ nhiều nỗi đắng cay và cụm từ chạy ngay miệng hùm ám chỉ Thế chiến ba bùng nổ năm Nhâm Dần 2022 ở Ukraine, gây ra cảnh chết chóc thật là kinh hoàng. Sư Hoài Bán Khoai tiên tri trận giặc Biển Đông. Trong quyển thứ 9 Sám Giảng Người Đời, ông Sư Hoài Bán Khoai tiên tri trận chiến Biển Đông bùng nổ lớn khi giặc Tàu và Nhật tranh giành lãnh hải ở Biển Đông như sau. Thuở xưa là giặc ô sào, bây giờ là giặc Nhật Tàu tranh đương. Nói cho thiên hạ đặng tường, ráng mà tu niệm khỏi đường đao binh. Giặc kia phía bắc chiến chinh, tụ nhân thì đặng thần linh hộ mình.
chớ đừng ỷ sức đoán kinh, rồi sao than trách nói mình không hay. Công sấm, bây giờ là giặc Nhật Tàu tranh đường. Sự phải bắn khoai báo động cả hai nước Nhật và Tàu chắc chắn sẽ gây ra chiến tranh. Vì Nhật và Tàu tranh giành vị trí địa chính trị, vùng biển Thái Bình Dương bao quanh quần đảo Senkaku, và đặc biệt Biển Đông ẩn tàng quyền lợi cốt lõi về an ninh kinh tế huyết mạch, vì Biển Đông có trữ lượng dầu khí quá lớn, đồng thời Biển Đông cũng là con đường giao thương quan trọng nhất vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việt Nam là nước có vị trí bao trùm phần lớn Biển Đông, nên hai nước Nhật và Tàu đều muốn giành giật ảnh hưởng và phải gây ra chiến tranh. Nếu giặc Tàu gây chiến với Việt Nam thì cũng là đồng nghĩa gây chiến với cả Nhật. Cả hai nước Nhật và Tàu là những cường quốc vùng Đông Á, trang bị vũ khí tối tân, nào là tàu ngầm nguyên tử, máy bay chiến đấu tàng hình, nào là quả tiễn siêu vượt âm có sức tàn phá khủng khiếp, giết người chết hàng loạt, thật là hải hùng. Khi chiến tranh tới hồi khốc liệt nhất, thì Mỹ can thiệp nhảy vào vòng chiến vì Nhật là đồng minh quân sự của Mỹ. Tiên hạ thủ vi cường, Mỹ đánh vũ khí nguyên tử phủ đầu giặc Tàu, xóa sổ Bắc Kinh vào tháng 8 âm lịch, là tháng Quý Dậu năm Kỷ Dậu 2029, và đồng thời cũng đúng vào thời điểm tháng 8 âm lịch, tức là tháng Quý Dậu năm Kỷ Dậu 2029, Đức Phật Di Lặc ra đời tại Thánh Địa miền Nam Việt Nam để cứu an bá tánh, như trong quyển thứ 5 Sám Giảng Người Đời Sư Giải Bán Khoai đã tiên tri. Quý Dậu có Phật ta bà, vạn dân thiên hạ nhà nhà ấm no. Huệ lô hết dạ cần lo, lưu truyền một bổn rau cho dân tường. Phật trời thương hết trung ương, thiện nam tín nữ không thương Phật trời. Mấy điều căn dặn hết lời, tu cầu khỏi hại như thời thượng lai. Huệ lô y tứ nào sai, đặng cho bá tánh gái trai tu trì. Cũng đừng thấy vậy mà khi, nói cho hết tiếng khổ thì thân tôi. Thương dân đã nói hết lời, tối nay thế gì thay lời Thích Ca, rao truyền cho đủ gần xa. Thế lời cho Phật dám mà dối đâu. Chừng nào núi cấm hoa lầu, thời là bá tánh đâu đâu thái bình. Thương thai trần hạ hết tình, sấm trời sao lại thình lình nổ ra. Chừng ấy mới thấy quỷ ma, ai lành ai dữ ai là Phật tiên.
chừng nào tiếng sấm nổ ra, thời là lành dữ kẻ tiêu người còn. Nói ra nghĩ lại héo giòn, lành còn giữ mất khác rài với nhau. Khó nghèo cũng thể như giàu, sang giàu thì lại đối đau hơn nghèo. Và trong quyển thứ 6, Sám Giảng Người Đời, sư Hoài Văn Khoai lại viết về thời điểm tháng Quý Dậu, tức là tháng 8 âm lịch, năm Kỷ Dậu 2029, Phật Di Lặc ra đời tại miền Nam Việt Nam. Quý Dậu có Phật Ta Bà, thái bình ba tánh nhà nhà ấm no. Phật tiên hết dạ cần lo, dạy khuyên già trẻ cứ lo tu trì. Rủ nhau niệm Phật từ bi, cứ lo niệm Phật tụng kinh cho bền, thì là trần hạ khỏi nàng, cảm thương sư vậy nay mai đi hoài. Đi cho đến nỗi đất chai, đến đầu dạy đó chẳng này lao thân. Người đã hết giả ân cần, già trẻ sao chẳng tu thân mà nhờ. Nghe qua rồi lại làm ngơ, ngày sau chẳng khác chỉ tơ rối cuồng. Làm sao mà gỡ cho xuông, cậy ông sư vải gỡ cuồng mở cho. Tu hành thời phải cần lo, ơn cha nghĩa mẹ phải toan lo đền. Ơn thầy nghĩa tớ đừng quên, sự nên tròn nghĩa mới nên con người. Trận giặc Biển Đông chết chóc thật là hãi hùng. Sư Hoài Văn Khoai khuyên chúng sanh hãy gấp rút lo tu hành niệm Phật, bố thí làm lành, hiếu trung tròn vẹn đạo làm người, mai ra thoát qua cuộc sàng lọc kỳ này. Tu hành thời phải cần lo, ơn cha nghĩa mẹ phải toan lo đền. Ơn thầy nghĩa tớ đừng quên, sự nên tròn nghĩa mới nên con người. Nam Mô A Di Đà Phật. Cuối cùng, kính mời quý vị nghe bài Vè Lô Tô trích trong quyển Sấm Giảng Đừng Hẹn Tử Thần, ở trang 44-45. Thiền tỉnh Bủ Sơn, Sydney, Ấn Tống năm 2012, do Đức Cậu Bần Sĩ thuyết năm 2011, nhân chuyến hành hương Sóc Trăng và Bạc Liêu, nguyện cầu Phật Bà Quan Âm Nam Hải, trên đường về, thầy trò ghé nhà bà Ba Trang, 91 tuổi, ở Vàm Kinh Nước Mặn, xã Long Hữu, quận Cần Đước. Vàm Kinh Nước Mặn, thầy tặng một bài, đến nhà đạo hai kỳ vân cư sĩ. Trên đường đạo chỉ nẻo tắt đường quanh, tới nhà thật nhanh để rồi ngơi nghỉ. Bài này thầy chỉ hoan hỷ nghe trò, ngày trước qua đò thầy trò lướt dặm,
đường con bụi bặm hang lỗ gặp gình. Nay đến thầy nhìn tận tình thay đổi, đến nơi trời tôi chỉ hỏi thăm qua diện kiến cụ bà 91 tuổi. Thầy trò qua đuôi biết nói gì đây, trò đi cùng thầy hành hương khuyến đạo. Sóc Trăng thầy vào trong buổi thuyết trình, nguyện độ chúng sinh theo đường chánh giáo. Trên biểu nhắc bảo thầy vào khắp nơi, chỉ có mấy lời khuyên lớn cô bác. Tạm dừng một lát rồi đến Bạc Liêu, cơn mưa quá nhiều thầy trò lạnh buốt. Thật là mưa suốt chỉ một chút ngừng, thầy quá vui mừng đợt vô đền dân cung. Đại bi trì tụng cầu nguyện Quan Âm, chúng sanh sai lầm mong bà dung thứ. Cơn mưa dần tươi trước điện Phật bà, như nước ma cam lồ rơi xuống. Quỳ xin lòng muôn bà cứu chúng sanh, chúng con nguyện rành thân này không kể. Quan Âm Phổ, Phổ Tế Đại Sĩ Thiết Tha, quỳ xin Phật bà họ hại hà thứ tội. Từ đây vang dội khắp cõi ta bà, trời lộc người ta xin bà giải cứu. Chúng sanh trì chú ơi hơi đại bi, Nam Hải mẹ thì cứu nguy trần thế. Chiều tàn bông xê trời đổi lớp màng, thiêu đốt trần gian còn gì ba tánh. Lời này thầy lãnh phải nguyện phải xin, kỳ vân gắn nhìn niềm tin phúc cuối. Phàm trần soi nôi tâm trí rối bèn, ráng làm đuốc đèn rồi người đi tới đi dây. Ngày nay thế giới sắp tới trò coi, thịt phơi cho dòi bu đeo đục khoét. Trời gầm năng thét đặng diệt chúng sanh, nếu ai tu hành sống coi đời mới. Thầy vui khắp khởi đi hỡi cùng trò, thầy lái chiếc đò trò lo trong mũi. Ráng cần theo dõi núp bông Di Đà, cần đước có ta đi qua đi lại. Nguyện cầu khẩn giai dân chung nơi này, sửa đổi phút giây gặp thầy phút cuối. Thân mình ướp muối trôi nổi lâu sình, ta nói làm tin bà con cần đước. Thuyền chèo nước ngược nay đã quay về, dân đừng bỏ bê lời ta rất ổn. Nhìn qua thửa ruộng sông biển rộng dài, coi chừng có ngày nước tràn ngập hết. Dữ hung bò lết không biết lối ra, nay thầy tới nhà kỳ vân đạo sĩ. Bài này thầy chỉ rốt rau hết rồi, uổng thay ta ngồi không lâu để giảng. Dàm kinh nước mặn xưa có lời qua, ông lão quá già trèo ra biển hải là con số 7. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.